Chúng tôi đang chuẩn bị làm món lợn quay miền núi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cái nhịp sống biên giới của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái phong tục cầm vía của người Thái Đen Thanh Hóa mọi người nha. Hôm nay thì đây có mấy anh em thanh niên đang làm lợn này, với lại chó này để mà làm cái đồ cúng mọi người ạ. Lợn này được 8 cân rồi nhỉ? 8 cân rồi, lợn lợn cỏ đấy. Lợn này nuôi tầm này cũng phải gần 1 năm trời mọi người. Lợn này bắt ở bên nước bạn Lào về đấy. Ở trên dân tộc Thái bọn mình thì đây là nhà sàn nhá, nhà sàn người dân tộc Thái quê mình nhá mọi người nhá. Đấy. Quê mình toàn đa số ở nhà sàn thôi. Đây là ga để cúng mọi người nhé. Đây là các bà với các bà mấy chị em đang đổ xôi với lại uống nước đậu này anh em ơi. Đây là đổ xôi nhá mọi người nhá, đang đổ xôi nhá. Đấy mọi người có thể thấy là người Thái bọn mình là đổ xôi bằng cái hông xôi bằng gỗ này mọi người này. Đây tiếng Thái gọi là lợn cắp nách nha mọi người nha. Thank you.
Một trói ba cho hơn quầy phá cả Bắc Ninh này mà. Đây nha, giới thiệu mọi người đây là gà này, thịt lợn này, để chuẩn bị cúng cầm vía mọi người ạ. Đây là xôi mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ quay mà cách mà thầy Mo làm gọi là gọi vía nha mọi người nha. Đây là thầy Mo đang gọi vía. Để gọi vía thì gồm có một cái củi nha mọi người nhé. Và áo của người được cầm vía ấy. Bà thầy Mo vừa gọi vía về rồi. Đây là mâm cầm vía cho mọi người nha. Đi ra na, ra đi. Ra cho bà làm nha. Đi ra cho bà làm nhá. Ra ngoài làm. No.
về chung em giới thiệu mọi người, đây là mâm cúng tổ tiên nha mọi người nhé.